Xin chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Tuấn Anh, giảng viên giảng dạy sửa chữa laptop MacBook tại sửa laptop 365.edu.vn. Có một số các bạn thợ sửa chữa đặt câu hỏi về cho chúng tôi tại sao khi đóng và hấp chipset lại xảy ra cái hiện tượng vàng men và bột chip. Hôm nay, sửa laptop 365.edu.vn xin giới thiệu các bạn cách đặt nhiệt chipset làm sao để không vàng men và bột chip. Cách đặt nhiệt này chúng tôi đã sử dụng khoảng 2 năm nay và thấy rất an toàn đối với cả men và chipset. Chúng tôi chia các đầu khò của máy đóng chipset ra thành các đầu khò như sau: 26x26mm, 30x30 và 35x35, 40x40. Với đầu khò nhỏ nhất 26x26 thường dùng cho các chipset loại nhỏ như HM hoặc các chip VGA loại nhỏ. Các loại chip VGA hoặc chipset NAND của AMD như thế này thì cũng đều dùng đầu khò nhỏ 26x26. Còn đầu khò 40x40 sẽ dành cho đóng hấp socket. Phần này tôi sẽ giới thiệu trong video sau. Tôi chia chipset làm hai loại. Một loại sử dụng bi cứng, tức là chipset chưa được hút ra khỏi men bao giờ, hoặc có làm lại chân cũng làm lại chân bằng loại bi cứng. Loại thứ hai, chipset sử dụng bi mềm, tức là chipset đã hút ra khỏi men và được làm lại chân bằng bi mềm. Bi mềm có nhiệt độ nóng chảy rất thấp, khoảng tầm 220 độ C. Bi cứng có nhiệt độ nóng chảy rất cao, khoảng tầm 250 độ C. Vậy, tôi sẽ đặt từng đầu khò 26x26, 30x30, 35x35 tương ứng với các mức của máy đóng chipset là mức 1, mức 2 và mức 3 khi sử dụng bi mềm, mức 4, mức 5, mức 6 khi sử dụng bi cứng. Sau đây tôi xin hướng dẫn đặt nhiệt máy đóng chipset mức 1, mức 2 và mức 3 tương ứng với các đầu khò 26x26, 30x30, 35x35. Mức 1, chúng ta nhấn vào set và set R1, tôi đặt là 0,6, tức là 1 giây tăng 0,6 độ. Bình thường nhà sản xuất sẽ đặt là 3, 1 giây tăng 3 độ, như thế sẽ rất nhanh vàng men và đột chip. Nhiệt độ khởi điểm đầu tiên tôi đặt là 165 độ C. Thời gian giữ nhiệt tôi đặt đầu tiên là 80 giây. R2 tôi vẫn đặt là 0,6, tức là 1 giây tăng 0,6 độ. L2 185 độ C. D2 40 độ C. L3 0,9, tôi tăng lên 0,9, tức là 1 giây tăng 0,9 độ. L3 205 độ C. D3 thời gian giữ nhiệt 40 giây. R4 thời 0,9. L4 225 độ C. D4 40 giây. Và kết thúc bước 1. Đầu khò trên và đầu khò dưới đặt như nhau. R1 cũng 0,6. Với đầu khò 26x26 tôi đặt mức nhiệt cuối cùng là 225 độ C. Chế độ thứ 3. Chế độ thứ 3 với đầu khò 35x35 khi dùng bằng bi mềm. R1 tôi vẫn đặt 0,6. L1 tăng lên 175. D1 80. Giữ nhiệt trong thời gian 80 giây. R2 0,6. R2 195. Bước nhiệt của tôi đều đạt tăng 20 độ C một bước nhiệt.
Thời gian sinh nhiệt D2 40 độ C. À, xin lỗi các bạn, 40 giây. R3 0,9, L3 215, D3 40, R4 0,9, L4 235, D4 40 giây. Đặt tương tự như vậy đối với đầu cỏ dưới. Vậy đối với đi cứng, tức là chip phép chưa được hút ra lần nào hoặc được làm chân bằng đi cứng, tôi sẽ đặt các chế độ 4, 5 và 6 tương ứng với các đầu sò. 26 x 26 là chế độ 4, 30 x 30 là chế độ 5 và 35 x 35 là chế độ 6. Chế độ 4. Tôi vẫn đặt R1 là 0.6, tức là 1 giây tăng 0.6 độ. L1 175, D1 80, R2 0.6, L2 195, D2 40, L3 0.9, L3 215, D3 40, R4 0.9, L4 235, D4 40. Đối với bi chỉ cứng thì tôi sẽ tăng thêm một mức R5 0.9, R5 L5 255 độ C, D5 40 và kết thúc. Tương tự như vậy tôi đặt với đầu cỏ dưới. Sau đây tôi xin hướng dẫn chỉnh gió. Nhà sản xuất thường đặt gió từ 7 đến 9. Với mức gió như thế này thì rất dễ gây vàng mên vào đồ chip. Tôi thể đặt gió như sau. Đối với đầu cỏ 26 x 26, tôi sẽ đặt mức gió là 0. Đầu cỏ nhân 30 x 30, tôi sẽ đặt mức gió là 1. Đầu cỏ 35 x 35, tôi đặt mức gió 2. Đặt mức gió như thế này, với mức gió thấp thì gió hơi chỉ hơi phả vào mặt chip, không gây nên vàng mên vào đồ chip. Và sau đây tôi xin hướng dẫn hút chip HM với đầu cỏ nhỏ nhất 26 x 26. Trước tiên tôi đặt đầu cỏ dưới cách mặt mên khoảng tầm 1 cm, đầu cỏ trên ốp sát với lưng chip. Sau đó đẩy đầu cỏ trên lên cao. Tại sao đẩy đầu cỏ trên lên cao là như này? Trong quá trình bắt đầu khi chúng ta hút chip ra thì nhiệt độ cỏ trên sẽ liên tục phả xuống mặt chip, gây nên rộp chip set. Nên do vậy chúng ta chỉ hạ đầu cỏ trên đến trong giai đoạn khoảng 10 giây cuối cùng thôi. Điều chỉnh mức gió về không vì đầu cỏ nhỏ nhất 26 x 26. Chọn mức 4. Cho cả đầu cỏ trên và dưới. Do dùng đầu cỏ nhỏ nhất 26 x 26 và bi chì là bi chì cứng, tôi sẽ cho máy chạy. Cách xét nhiệt như thế này thì thời gian hút chip hoặc hấp chip sẽ lâu hơn cách xét nhiệt thông thường, nhưng cách xét nhiệt như thế này sẽ đảm bảo an toàn cho main board khi được nóng một cách từ từ, do nhiệt độ tăng từ từ chứ không tăng đột ngột như cách xét nhiệt thông thường. Khi còn khoảng 10 giây cuối cùng, ta hạ đầu cỏ trên xuống. Và tiến hành hút chip ra.
khi làm lại chân và đóng chipset vào hoặc đóng chipset mới vào thì chúng ta dùng một miếng đồng tùy theo từng loại chipset có kích cỡ khác nhau, mà độ dày mỏng hay to của miếng đồng sẽ phụ thuộc vào loại chipset đặt lên trên chipset. Và vẫn cho máy chạy bình thường cho đến khi đến giai đoạn gần cuối, còn khoảng 10 giây chúng ta hạ đầu kho trên xuống. Không dùng phanh hay nít để đá chipset thì dễ làm bong chân hoặc làm chật chân. Cảm ơn các bạn đã xem video.